Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Quốc Cường bị cơ quan tố tụng xác định đã thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt, thẩm định, dẫn đến 7 loại thuốc giả nhãn mác công ty Heo 2000 được nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định những sai phạm trên xảy ra khi ông Cường đang là Cục trưởng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Ông Cường bị khởi tố sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế trong việc không dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác công ty Heo 2000 Canada tại thời điểm năm 2014. Sau khi vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế vụ 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thứ trưởng Trương Quốc Cường. Ông Cường bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Trương Quốc Cường làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược từ năm 2007 đến 2016. Với vai trò là Cục trưởng, ông chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược. Ông Cường cũng chịu trách nhiệm trình lãnh đạo Bộ Y tế quyết định việc cấp phép đăng ký thuốc. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định ông Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc. Ông cũng thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác công ty Heo 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỷ đồng. Sau khi các loại thuốc giả nhãn mác Heo 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Heo 2000 Canada không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy đối với thuốc đã nhập khẩu trong nước. Cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ sau ngày 21 tháng 11 năm 2014, nhiều cơ sở y tế vẫn tiến hành mua bán, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện các loại thuốc giả nhãn mác Heo 2000 Canada không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều trị cho người bệnh. Tổng giá trị số thuốc mà các cơ sở y tế đã nhập về là hơn 3,7 tỷ đồng. Hành vi của ông Cường bị cơ quan điều tra đánh giá là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cho phép nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam 7 loại thuốc giả nhãn mác công ty Heo 2000. Liên quan vụ án này, các thuộc cấp của ông Cường là Nguyễn Việt Hùng, cựu phó cục trưởng, Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng đăng ký thuốc, Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc, cũng đã bị khởi tố điều tra.